Chào tất cả các bạn học sinh lớp 1. Cô chào chúng ta lại được gặp nhau rồi. Ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu môn tiếng Việt nha. Trước khi bắt đầu tiết học, các bạn hãy cùng với cô khởi động bằng một trò chơi nhé. Trò chơi có tên là Gửi thư cho bố. Bố Nam là bộ đội hải quân đang công tác ngoài đảo xa. Đã rất lâu rồi, bố chưa về. Nam rất nhớ bố. Nam quyết định viết 3 lá thư gửi bố. Các bạn hãy giúp Nam chuyển những lá thư này đến bố mình bằng cách thực hiện các yêu cầu của bác đưa thư. Chúng ta cùng chọn lá thư đầu tiên. Các bạn hãy đọc khổ thơ trên màn hình. Chắc hẳn các bạn đều đọc rất tốt. Vậy là các bạn đã giúp cho Nam gửi thành công một lá thư rồi đó. Tiếp theo chúng ta cùng chọn lá thư số 2. Các bạn hãy đọc khổ thơ sau. Chúng ta lại giúp cho Nam gửi thêm một lá thư nữa rồi. Chúng ta cùng giúp bạn Nam gửi lá thư cuối cùng nha. Các bạn hãy đọc thật to khổ thơ trên màn hình cho bố mẹ nghe. À, lá thư cuối cùng đã được gửi đi rồi. Vậy là các bạn đã thực hiện xong các yêu cầu của bác gửi thư. Nam rất vui vì các lá thư đã được chuyển đến tay bố mình rồi. Các bạn hãy quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết các bạn nhỏ đang làm những việc gì cùng với ai. À, các bạn đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Ở bức tranh đầu tiên, bạn nhỏ đá bóng cùng với bố. Bức tranh tiếp theo, bạn nữ cùng với bố chơi nấu đồ ăn. Và bức tranh cuối cùng, hai bạn nhỏ cùng với bố đi câu cá. Vậy còn bạn nhỏ trong bài đọc ngày hôm nay thích chơi với ai và chơi những trò chơi gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay. Chủ đề 24, những người bạn đầu tiên. Bài 2, làm bạn với bố. Trước khi vào bài đọc, các bạn hãy mở sách tiếng Việt lớp 1, tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, trang số 55. Để giúp các bạn đọc bài tốt hơn, thì cô trò mình cùng luyện đọc theo câu nha. Các bạn lắng nghe cô đọc câu thứ nhất. Làm bạn. Để giúp các bạn đọc bài tốt hơn, thì cô trò mình cùng luyện đọc theo câu. Các bạn lắng nghe cô đọc câu đầu tiên.
Làm bạn với bố. Tớ rất thích làm bạn với bố. Các bạn cùng đọc theo cô. Tớ rất thích làm bạn với bố. Tiếp theo, chúng ta cùng luyện đọc câu thứ hai. Khi còn nhỏ, tớ thích bố làm ngựa cho tớ nhong nhong. Chúng ta cùng giải nghĩa từ nhong nhong. Nhong nhong là từ mô phỏng tiếng nhạc ngựa đều đều, nhịp nhàng theo từng bước ngựa chạy. Các bạn cùng đọc lại câu 2 với cô. Khi còn nhỏ, tớ thích bố làm ngựa cho tớ nhong nhong. Các bạn lắng nghe cô đọc câu thứ ba. Tớ cũng thích ngồi trong lòng bố, nghe kể chuyện ngày xưa. Trong câu này có từ ngồi trong lòng. Đây là hình ảnh em bé ngồi trong lòng bố. Các bạn cùng đọc lại câu 3 với cô. Tớ cũng thích ngồi trong lòng bố, nghe kể chuyện ngày xưa. Tiếp theo là câu thứ tư. Lớn lên một chút, tớ thấy bố có nhiều trò chơi rất hay. Đọc thêm một lần nữa với cô nha. Lớn lên một chút, tớ thấy bố có nhiều trò chơi rất hay. Chúng ta cùng luyện đọc câu 5. Bố cùng tớ đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua. Thêm một lần nữa nhé. Bố cùng tớ đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua. Chúng ta cùng đếm với câu 6. Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Trong câu này, chúng ta cùng luyện đọc từ trò chuyện. Các bạn cùng đọc theo cô. Trò chuyện. Một lần nữa nha. Trò chuyện. Các bạn cùng đọc lại câu 6. Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Chuyển sang câu 7. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như máy bay, ô tô. Đọc thêm một lần nữa nhé. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như máy bay, ô tô. Tiếp theo là câu 8. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. Trong câu này, các bạn cùng với cô giải nghĩa từ chăm chú. Chăm chú có nghĩa là làm việc gì đó có sự tập trung tâm trí. Đây là hình ảnh các bạn nhỏ chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Các bạn cùng đọc lại câu 8 với cô. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. Chúng ta cùng luyện đọc câu tiếp theo. Tớ có thể tự hào nói rằng tớ có một người bạn rất thân. Trong câu này, chúng ta cùng giải nghĩa từ tự hào. Tự hào là cảm thấy vui vẻ, hài lòng với điều tốt đẹp mình đang có. Các bạn đọc lại câu 9 với cô nhé. Tớ có thể tự hào nói rằng tớ có một người bạn rất thân. Chúng ta cùng luyện đọc câu cuối cùng. Người đó chính là bố, theo Đỗ Nhật Nam. Đọc cùng với cô thêm một lần nữa nha. Người đó chính là bố, theo Đỗ Nhật Nam. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc câu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện đọc theo đoạn. Bài tập đọc này được chia làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ tớ rất thích cho đến ngày xưa. Đoạn 2, từ lớn lên một chút cho đến đánh cờ vua. Đoạn 3, từ giờ thì cho đến nghe tớ kể. Và đoạn 4 là đoạn còn lại. Bây giờ, cô trò mình cùng nhau luyện đọc theo đoạn nhé. Các bạn cùng đọc với cô đoạn thứ nhất nào. Làm bạn với bố. Tớ rất thích làm bạn với bố. Khi còn nhỏ, tớ thích bố làm ngựa cho tớ nhong nhong. Tớ cũng thích ngồi trong lòng bố, nghe kể chuyện ngày xưa. Các bạn hãy bấm dừng video và đọc lại thêm một lần nữa nha. Chúng ta cùng luyện đọc đoạn thứ hai. Lớn lên một chút, tớ thấy bố có nhiều trò chơi rất hay. Bố cùng tớ đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa,
đánh cờ vua. Các bạn hãy luyện đọc thêm một lần nữa nhé. Chúng ta cùng luyện đọc đoạn 3. Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như máy bay, ô tô. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. Các bạn hãy tự đọc thêm một lần nữa nha. Các bạn cùng luyện đọc đoạn cuối cùng với cô. Tớ có thể tự hào nói rằng tớ có một người bạn rất thân, người đó chính là bố. Theo Đỗ Nhật Nam. Các bạn hãy bấm dừng video và luyện đọc thêm một lần nữa nha. Chúng ta đã luyện đọc theo đoạn rất tốt. Các bạn hãy đọc lại toàn bài cùng với cô nào. Làm bạn với bố. Tớ rất thích làm bạn với bố. Khi còn nhỏ, tớ thích bố làm ngựa cho tớ nhong nhong. Tớ cũng thích ngồi trong lòng bố, nghe kể chuyện ngày xưa. Lớn lên một chút, tớ thấy bố có nhiều trò chơi rất hay. Bố cùng tớ đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua. Giờ thì tớ thích trò chuyện cùng bố. Tớ kể bố nghe về những thứ tớ thích như máy bay, ô tô. Bố luôn chăm chú ngồi nghe tớ kể. Tớ có thể tự hào nói rằng tớ có một người bạn rất thân. Người đó chính là bố. Theo Đỗ Nhật Nam. Các bạn vừa luyện đọc xong bài đọc ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện yêu cầu sau đây. Tìm trong bài đọc tiếng có vần ăn. Các bạn hãy suy nghĩ và thực hiện yêu cầu nha. Các bạn đã tìm xong chưa? Cùng xem câu trả lời của các bạn có đúng với đáp án của cô không nhé. Trong bài đọc, tiếng có vần ăn, đó là tiếng rằng. Yêu cầu tiếp theo, tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ăn. Cô có ví dụ, cố gắng. Các bạn hãy suy nghĩ và thực hiện yêu cầu nha. Tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ân. Cô có ví dụ, nâng tạ. Các bạn hãy suy nghĩ và thực hiện yêu cầu này nhé. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung bài đọc, cô trò mình cùng nhau trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Kể tên các trò chơi mà bạn nhỏ đã chơi cùng với bố. Để biết câu trả lời thì các bạn hãy đọc lại đoạn 2 của bài tập đọc. Cùng xem đáp án với cô nha. Tên các trò chơi mà bạn nhỏ đã chơi cùng với bố là đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua. Cùng nhắc lại câu trả lời với cô thêm một lần nữa nha. Tên các trò chơi mà bạn nhỏ đã chơi cùng với bố là đóng kịch, đoán câu đố, chơi cờ cá ngựa, đánh cờ vua. Chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Bạn nhỏ đã kể những gì cho bố nghe? Các bạn hãy đọc lại đoạn 3 để tìm câu trả lời nhé. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết câu trả lời rồi đúng không nào? Bạn nhỏ đã kể cho bố nghe về những thứ mình thích như máy bay, ô tô. Các bạn lặp lại câu trả lời cùng với cô nha. Bạn nhỏ đã kể cho bố nghe về những thứ mình thích như máy bay, ô tô. Câu hỏi số 3. Bạn thân của bạn nhỏ là ai? Các bạn hãy bấm dừng video và đọc đoạn 4 để tìm câu trả lời. Bạn thân của bạn nhỏ là bố. Các bạn nhắc lại câu trả lời với cô nha. Bạn thân của bạn nhỏ là bố. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Ở nhà các bạn hãy luyện đọc thật nhiều lần cho bố mẹ mình nghe, to rõ và trôi chảy nha. Cô chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.